Xin chào các bạn. Thì trong đợt trải nghiệm lần này, các bạn đã thăm các khu di tích cũng như là các cái địa điểm cách mạng từ sáng giờ rồi. Thì bây giờ đang tập trung ở khu vực bệnh tật không số. Các bạn chơi trò chơi thì chơi trò chơi tập thể. Thầy Hậu đang hướng dẫn cái trò chơi tập thể. Đặt tay lên vai các bạn nè. Bóp 1 2 3, bóp là mình bóp 1 cái, bóp là mình bóp 2 cái. So là mình so 1 cái, so là mình so 2 cái, đấm là mình đấm 1 cái, hiểu chưa? Rồi, được hết rồi, tất cả quay phía đây. Rồi, đây nè, chúng ta đang chơi nè. Rồi, tổng cộng là 43 phải không? Thấp nhất phải không? Nào bây giờ nhờ thầy cô 40 rồi, nhờ thầy cô kiểm tranh giùm tất cả là mỗi một lớp 40 bạn, nếu mà dư thì các em tự đứng ra để mà làm cổ động viên hỗ trợ nha. Rồi xong chưa? Rồi bây giờ trò chơi nè, chúng ta sẽ không đi qua trò chơi này nhưng không đụng dây, nhưng mà không phải không không đâu. Bây giờ thứ nhất nè, thầy hướng dẫn luôn. Đầu tiên tay mặt đưa lên, đưa cái tay mặt mình lên rồi không xuống, đưa nó xuống ngã ba. Rồi, tay kia kia cho chạy nha, chỉ có người đầu là chỉ có một tay thôi, được chưa? Thôi, rồi chưa, nắm chưa? Bò qua nha. Nắm được không? Rồi, không xuống bò qua, mình làm nháp thử coi nghe. Rồi, giờ lớp 10 lên bò qua trước, làm nháp thử coi. Vinh bò xuống bò qua. Bò qua, bò qua. Rồi, trò chơi này là chung dây nha. Không xuống. Giờ không bò. Rồi, để đèn, rồi, trò chơi nào, chung dây, thử đi theo. Lớp nào mà không bao giờ bò qua. Các bạn chơi trò chơi là chui qua sợi dây này ha. Dây này rất là mỏng mảnh nha, rất nhỏ luôn. Rồi, chuẩn bị. Ở đây có sợi dây nha cả nhà. Rồi. Chung qua sợi dây. Nắm tay vô nên là dính nùi hết. Rồi 10 trên 4 gì nhất nha. Rồi, giờ thấy bạn chơi trò chơi thứ hai rất là dễ nè. Hướng dẫn từng chơi nè. Bây giờ tất cả các bạn xếp hàng chơi trò chơi thế này. Cô Lon, bây giờ thứ nhất là nhờ cô Lon lấy ra dùm 6 cái ly nước để phía trước, được chưa? Rồi, hình thức chơi. Hồi nãy là mình mang khẩu trang đúng không? Bây giờ lấy khẩu trang, che con mắt, kéo lên. Thầy đã dặn đeo khẩu trang rồi mà. Rồi không có, tự đi đều nó đang thời gian 1 phút 30 giây, ai không tìm được hồi lên đi dân dưới đây thầy bạn. Đây là các phần quà nha, chuẩn bị cho các bạn chơi thắng cuộc ha. Lập chơi nè. Đầu tiên cái bạn, đầu tiên là cái bạn thứ nhất. Thầy sẽ cho bạn một ly nước. Sau đó bạn sẽ ngậm vào. Bạn sẽ truyền cho người phía sau. Bây giờ cởi khẩu trang đi, biết sao, mong sao xin chơi khẩu trang. Ngậm cái miệng ra, truyền cho người thứ hai. Bằng nước này cái ly của mình nha, đổ qua cái ly của bạn ngậm miệng, và đổ qua cho bạn thứ ba, đổ lúc về chót. Ly nào còn nhiều cuối cùng thì coi như đội đó là đội chiến thắng, được chưa? Được không? Rồi, là bạn cho xin ly nước đi, bạn cũng trước đây. Ê, cho bằng nhau hết nha. Nước đằng sau ngồi xuống á. Rồi, ngồi trên bốn nè. Đó là lợi thế của em mà. 13, 12, 11. Rồi, hiểu luật chơi chưa? Rồi, bây giờ trước khi... Luật chơi là người đầu tiên ngậm ly nước và truyền qua cho người sau. Truyền gì tới người cuối cùng xem còn nhiều ít. Nếu người cuối cùng mà còn nhiều thì xem như thắng cuộc. Rồi, bây giờ tất cả ngậm cái ly nước lên miệng ha, sẽ truyền ha. 2, 3, bắt đầu. Từ từ thôi, cẩn thận. Rồi, các bạn từ, cẩn thận. Rồi, rớt một. Rồi, có kỹ năng rồi đó.
đang tập kỹ năng nè nha. Từ từ thôi. Rồi, rất là hay. Con. Vẫn còn. Rồi, đừng có cười, các bạn đừng có cười. Còn nữa. Ráng cố lên, khum cái đầu xuống. Rồi, khum xuống, ngước lên. Ừ. Đúng rồi. Đúng rồi. Rồi, thả xuống. Đứng sổng lên, khum xuống. Từ từ, đứng thẳng lên. Ngước cái mặt lên trời. Đó. Rất là nghệ thuật luôn nha. Con hạ xuống. Con khum xuống. Đứa rót khum xuống. Khum, con đứng dựng khum xuống. Ừ, đúng rồi. Cúi xuống. Không, cái kiểu đó khó. Mỗi đứa một kiểu. Cười bò luôn. Con. Từ từ, để đổ. Khum xuống, cán cố gắng xung chứ hết. Rồi. Đổ đi. Con ngồi xuống. Ngửa, con ngửa mặt ra. Mặt vô. Còn mấy nữa. Đừng có cười. Dễ cười lắm. Nó cười. Con ngồi xuống, con ngửa cái mặt lên nè, con ngửa. Ừ, đó, cho dễ bạn vậy đó. Hấp xuống nha. Mày hấp xuống nha. Con ngồi xuống, ráng ngồi xuống cho bạn nó khum vô. Ngồi xuống. Mày cao hơn phải không? Rồi. Thôi vậy đi, quay dần đi qua đó. Quá hay. Quá là hay luôn, từ từ. Tận dụng, bây giờ phải tận dụng ta kỹ lưỡng từng giọt nha. Con phải kỹ lưỡng từng giọt. Ngồi xuống. Ngửa mặt lên. Đúng rồi, ngửa lên. Rồi, con ngửa cái mặt lên. Con ngửa lên, càng ngửa càng tốt. Hấp nữa, rồi. Hay quá. Hay quá là hay luôn. Ngửa, con ngửa mặt lên, ngửa mặt lên. Ừ. À, quá là nghệ thuật luôn. Ngửa mặt lên. Quá cháu, lớp 10 trên 6 đã hoàn thành. 10 trên 6 có camera luôn. Rồi, quá là 1 nha.
các bạn xem video trò chơi của các bạn trong hoạt động trải nghiệm ha.